đột biến như Phú Thọ, HO được mã hóa thành tài sản NFT để giao dịch với giá hàng chục, hàng nghìn đô la Mỹ, song người mua sẽ chỉ sở hữu lan dạn kỹ thuật số. Mới đây, một bức ảnh đã được bán thành công tại một cuộc đấu giá tổ chức online với mức giá sau cùng lên tới 69,3 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 1.600 tỷ đồng. Tác phẩm trên gồm 5.000 bức ảnh đồ họa được nghệ sĩ thực hiện rồi ghép lại với nhau, tồn tại dưới định dạng một file JPEG. Người mua bức họa này sẽ nhận được một tệp JPEG khổng lồ nặng hàng trăm mê bởi tấm ảnh đã được ảo hóa bằng công nghệ blockchain, biến nó thành một token tài sản số không thể giả mạo hay làm nhái. Đã có hàng trăm dự án NFT được triển khai và bán dưới dạng token để thu về hàng chục triệu đô la. NFT, Non-Fungible Token, ra đời năm 2017 và trở nên bùng nổ khoảng một năm trở lại đây. Token NFT là một tài sản số sử dụng công nghệ blockchain, được xây dựng trên một số nền tảng blockchain khác nhau và hiện nay chủ yếu được tạo ra và sử dụng trên blockchain của Ethereum. Trước cơn sốt NFT, những cây lan điện tử hay lan NFT gần đây được đem bán ra thị trường trên sàn giao dịch quốc tế OpenSea và được giao dịch bằng đồng Ethereum. Với công nghệ blockchain, những hình ảnh cây lan không bị làm giả, đồng thời đảm bảo được tính duy nhất là cơ sở để người sở hữu an tâm về dạng tài sản kỹ thuật số này. Xuất hiện nhiều nhà đầu tư từ các quốc gia khác đã tham gia vào giao dịch và sở hữu cho mình những cây lan NFT. Bên cạnh việc sở hữu những cây lan này, các nhà đầu tư hàng ngày còn được nhận thêm token của nhà phát hành theo từng dòng lan. Token này được giao dịch trên sàn phi tập trung. Giá trị của lan điện tử được quyết định dựa trên cộng đồng thông qua đấu giá trên sàn giao dịch. Mỗi dòng lan có số lượng khác nhau. Dòng lan có giá trị cao thì số lượng càng ít và số lượng token nhận được hàng ngày cũng nhiều hơn những dòng lan có giá trị thấp. Theo ghi nhận, các dòng lan có sự tăng giá như dòng Phú Thọ có giá thị trường là 0,08 Ethereum, khoảng 170 đô la Mỹ. Lan HO có giá 0,2 Ethereum, khoảng 420 đô la Mỹ cho mỗi cây, đều tăng giá so với trước. Điều này cho thấy, trào lưu này nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư. Những cây lan NFT này được gắn với ví điện tử, nên nếu chủ sở hữu quên hay bị mất mật khẩu, có thể sẽ đánh mất quyền sở hữu vật phẩm. Ngoài ra, do mọi hoạt động liên quan đến NFT đều diễn ra trên mạng lưới blockchain, nên các giao dịch lan NFT sẽ phát sinh phí giao dịch để chuyển quyền sở hữu NFT từ các chủ sở hữu cho nhau. Việc không ít token NFT được trao đổi với giá hàng triệu đô la cho thấy sự quan tâm của thế giới đối với dạng tài sản số được xây dựng dựa trên công nghệ blockchain này. Nhờ tính sở hữu độc quyền, tồn tại duy nhất, không thể làm giả, mà NFT cũng phù hợp với các lĩnh vực có tính sưu tầm như hội họa, tác phẩm nghệ thuật và đặc biệt là sinh vật cảnh. Thực tế, với một dạng tài sản số phụ thuộc vào giá của Bitcoin, ETH như các token NFT thì thị trường cũng phụ thuộc vào sự sôi động cũng như giá bán của các đồng tiền kỹ thuật số này. Hơn nữa, tại Việt Nam, giao dịch tiền kỹ thuật số chưa được bảo hộ, do đó nếu xảy ra tranh chấp thì có thể xem đây là giao dịch vô hiệu. Việc sở hữu các token NFT nói chung hay lan điện tử nói riêng như trào lưu trên vừa là cơ hội đầu tư nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro mà người giao dịch cần cân nhắc.